Nam mô Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, đặc biệt là kính thưa quý anh chị huynh trưởng cùng các anh chị trong gia đình Phật tử Việt Nam, Canada đang trong khóa huấn luyện huynh trưởng trại A Dục. Hôm nay là ngày thứ Bảy 22 tháng 3 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần mỗi tối thứ Bảy. Tối nay quý vị có khỏe không? Đặc biệt tối nay đại chúng cùng tham dự Pháp thoại này với các anh chị em trong gia đình Phật tử qua đường online Portalk, trại huấn luyện A Dục. Và theo danh sách thì hiện nay chúng ta có 26 vị đang online trong cái lớp này. Và các anh chị muốn Pháp Hòa nói một cái bài về Đức Phật và vấn đề giáo dục. Thì thật ra thì cái đề tài này nó nhiều lắm, mà ở đây thì mình chỉ đơn cử một vài việc liên quan đến cái sự giáo dục của Đức Phật. Thì trước hết thì mình định nghĩa chữ giáo dục. Giáo có nghĩa là mình dạy, dục là mình dưỡng nuôi. Mình dạy để mình dưỡng nuôi một con người khôn lớn. Theo như thế gian thì một người đi trước có kinh nghiệm thì phải có bổn phận truyền trao lại cái kinh nghiệm của mình cho những người đi sau. Những cái gì mình biết mình chỉ lại cho người sau, đó là một hình thức giáo dục theo cái định nghĩa của thế gian. Có thể cái người đó họ biết về kỹ thuật khoa học vân vân, nhưng theo quan điểm của đạo Phật, giáo dục có nghĩa là mình giáo hóa một con người và khiến cho con người đó hiểu và hành động theo cái thiện, lìa cái ác, cái xấu, để con người đó trở nên một người thánh thiện. Nói sâu hơn, giáo dục của nhà Phật là một hình thức chuyển hóa cái tâm của mình, chứ không phải trên hình thức giáo dục sự hiểu biết. Vì vậy cho nên cái quá trình mà mình muốn hướng dẫn một con người mà chuyển hướng cái tâm á, thì nó đòi hỏi cái tấm lòng từ bi của mình, cái tình thương của mình đối với cái người đương sự mà mình muốn giáo hóa. Bởi vì dạy người ta học thì nó dễ lắm, mà dạy cho người ta hướng cái tâm, chuyển cái tâm thì không phải dễ. Vì vậy cho nên đòi hỏi cái người muốn hướng dẫn phải có tấm lòng, phải có tình thương thì mới làm được. Cũng giống một đứa nhỏ, nó đứa con mình mà nó dữ dằn quá, nó hư quá, mình không thể nạt nộ rồi bắt phạt nó hoài được, mà đôi khi mình phải có tình thương, ngồi xuống và nói như thế nào để mình có thể chuyển được cái tâm đó. Chứ cái giáo dục theo Phật giáo á, là mình làm sao mình chuyển được cái nội tâm của người đó, nuôi dưỡng, tưới tẩm cái hạt giống tốt ở nơi người đó. Đó là giáo dục của đạo Phật. Cho nên mình tổ chức những khóa tu cũng không ngoài cái hình thức là làm sao tưới tẩm, nuôi dưỡng cái hạt giống lành đó người đó. Mình tổ chức tụng kinh, mình tổ chức lại Phật, mình tổ chức học giáo lý cũng không ngoài những cái đó. Chứ không phải chỉ cho cái người đó được cái hiểu biết,
mà làm sao họ nhận ra được những cái dở ở nơi tâm mình và chuyển hóa. Cái phong cách giáo hóa của Đức Phật á, không có qua văn tự chữ viết, mà trực tiếp bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Đây là ba cái cách mà Đức Phật giáo dục một con người. Không phải chỉ nói rỉ rả cả ngày, mà đôi khi bằng cái thực tại mình sống, cái cách mình sống hàng ngày cũng là một bài học, một là cái cách giáo dục cho con cái. Đức Phật qua đạo Phật thường dạy rằng á, con người là cái trung tâm điểm. Bởi vì sao? Bởi vì chiến tranh cũng từ con người, mà hòa bình cũng từ con người. Nếu mà con người chưa chuyển được tâm thì chiến tranh cứ bùng nổ. Con người mà chuyển được tâm thì tự nhiên hòa bình có mặt. Quý vị thấy những cái sự xô xát cũng từ cái tâm thức con người chưa được chuyển hóa. Cho nên ngày nào mà cái tâm của mình chuyển hóa thì ngày đó thế giới hòa bình. Cho nên Đức Phật không có nói đâu xa, mà ngay trực, ngay nơi con người mà giáo hóa. Ngay nơi con người mà giáo hóa. Đạo Phật có lý thuyết, có thực hành, có kết quả. Những cái lời dạy của Phật, quý vị để ý, có lý thuyết ạ. Nhưng mà lý thuyết không đủ, phải có thực hành. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy có kết quả. Cho nên đặc biệt cái giáo pháp của Phật, ví dụ Đức Phật dạy ngồi thiền, nói một tràng những cái cách ngồi đó là lý thuyết. Rồi mình phải thực hành những cái lý thuyết đó, rồi mình thấy được cái kết quả là mình an tịnh được cái tâm của mình. Lý thuyết là nói về hơi thở, thực hành là chúng ta phải dùng áp dụng cách thở mỗi ngày. Là mình nói nên bây giờ là dễ hiểu là mình tập ngồi thiền. Rồi từ đó mình mới thấy được cái kết quả là mình an định cái tâm. Nói lý thuyết là chứng quả, nhưng mình không thực hành thì quả không thể chứng được. Cho nên Đức Phật đã vạch ra một con đường giáo dục cụ thể, có lý thuyết, có thực hành, có kết quả. Mà những cái lời Phật dạy nó không có ngoài cái thế gian mà Phật nói. Thí dụ như có một hôm Đức Phật đi ngang nhà của một anh chàng còn trẻ. Sáng nào anh cũng ra trước cửa nhà, anh lại sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Phật hỏi: anh lại chi vậy? Nó: tôi đâu có biết đâu, cha tôi biểu tôi ngày nào cũng lại thì tôi cứ lại thôi, mà tôi không biết. Đức Phật mới thuyết cái kinh lại sáu phương. Phương này là cho tượng trưng cho cha mẹ, phương kia là tượng trưng cho vợ chồng, phương nọ là tượng trưng cho thầy tổ. Rồi Đức Phật mới dạy những cái đạo lý. Cái hòa bình nó có mặt ngay đó đó. Ngay khi mà chồng biết đối xử với vợ như thế nào, vợ biết đối xử với chồng như thế nào, rồi người chủ biết đối với người làm như thế nào, người làm biết đối với người chủ như thế nào, thầy biết đối với đệ tử như thế nào, đệ tử phải đối với thầy như thế nào, cha phải đối với con, cha mẹ phải đối với con cái như thế nào, con cái phải đối với cha mẹ như thế nào. Cho nên ngay ở trong cái đời sống này, Đức Phật thường đi và Đức Phật gặp những cái trường hợp và Đức Phật dạy. Cho nên trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật ra đưa ra sáu phương, nói cho anh chàng nó biết sáu phương. Trong đó có cha mẹ đối với con cái, thầy đối với trò, vợ và chồng, cá nhân mình với bà con quyến thuộc láng giềng, chủ và thợ, và tu sĩ với cư sĩ. Sáu phương tượng trưng cho sáu cái cách làm sao chúng ta thực hành để làm nên một cái đời sống trong đạo cũng hạnh phúc, về nhà cũng hạnh phúc, vào hãng làm cũng hạnh phúc, chỗ nào cũng có hạnh phúc hết. Nếu mà mình học được cái kinh đó, quý vị nào chưa được học cái kinh đó, đi về tìm cái bộ văn Niệm Ân. Pháp Hòa có nói về cái bài kinh đó, đề tài là Niệm Ân. Quý vị nghe lại cái bài đó.
Có một lần đó ông vua A Xà Thế sai một cái người, một cái người cận thần lên gặp Đức Phật. Ông muốn đánh dân Jaji, hỏi muốn biết ý kiến của Đức Phật có nên đánh hay là không đánh. Đức Phật không có trả lời nên hay là không nên. Đức Phật say qua hỏi ngài A Nan: Thầy A Nan ơi, dân Jaji họ còn tụ họp thường xuyên không? Ngài A Nan nói dạ còn chứ, họ thường tụ họp lắm. Đức Phật nói ồ, như vậy là dân này còn mạnh lắm, khó ai mà có thể đánh được họ. Mà hỏi họ hội họp mà họ có hòa thuận không? Họ hội họp thường xuyên rồi đó, thứ bảy chủ nhật nào họ cũng gặp rồi đó, mà họ có hòa thuận không? Thế bạch Đức Thế Tôn, họ hòa thuận lắm. Đức Phật nói ồ, như vậy thì khó ai mà đánh bại họ được, tại họ hòa thuận. Họ có phục tùng những cái luật lệ mà đã ban hành không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, họ tuyệt đối tuân hành. Ồ, như vậy thì khó ai mà đánh được dân này lắm. Thay vì Đức Phật nói nên không nên, quý vị thấy cái nghệ thuật giáo dục của Đức Phật. Đức Phật không có trả lời nên không nên, mà Đức Phật gián tiếp trả lời cho ông đó biết. Ông về ông nghe xong 7 cái lần Phật hỏi như vậy, ông về ông thưa với vua Xà Thế. Đức Phật nói bây giờ gom 7 cái đó lại, họ không có cái kẻ hở, làm sao ai đánh được. À, rồi có một lần một cái vị hỏi Đức Phật đó, làm sao để mà ngăn chặn được cái nạn cướp bóc ở trong nước. Đức Phật nói quốc gia phải tạo cái điều kiện cho người dân, cải thiện người dân có một cái đời sống tốt. Chẳng hạn như là cấp cho họ những hạt giống để họ trồng trọt, đầu tư những thương gia, rồi mình phải trả công cho người ta cho thích đáng. Thì khi mà mình người ta đời sống người ta đàng hoàng thì người ta đâu có nghĩ tới chuyện cướp bóc chi, đâu có chuyện nghĩ là phải lường gạt chi. Ta hỏi Đức Phật vậy chứ bây giờ làm sao mà chỉnh đốn những cái nạn này, thì Đức Phật chỉ cho biết một quốc gia thì mình phải nên thương tưởng đến người dân, tạo cho người dân mọi cái công ăn việc làm cho tốt. Người dân thiếu thốn mình tạm thời có thể cung cấp cho người dân để họ có công ăn việc làm. Cho nên cái nghệ thuật mà Đức Phật giáo hóa một người á, bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Và đôi khi Đức Phật cũng có chuẩn bị gì, mà ngay nơi cái trường hợp mà đương sự đó, Đức Phật ngay nơi đó Đức Phật dạy. Có một hôm Đức Phật đang ngồi hứng mát, sau khi đi khất thực rồi, ăn cơm rồi, thì Ngài đang ngồi nghỉ trưa. Có 30 anh chàng tay cầm nhạc cụ rồi chạy ngang Đức Phật. Thấy Đức Phật đang ngồi dừng lại, hỏi là đạo sĩ có thấy một cái cô gái mới vừa chạy ngang không? Đức Phật mới hỏi anh tìm cô gái đó để làm gì. Nói chúng tôi là một đám thanh niên, đại khái là cũng công tử đó, hôm nay rủ một cô vũ nữ vào trong rừng, chúng tôi đánh nhạc cho cô múa, và sau khi mệt mỏi thì chúng tôi nghỉ trưa. Thì cô gái này đã nhân cơ hội chúng tôi ngủ trưa và lấy một số đồ hành lý của chúng tôi và chạy mất rồi. Bây giờ chúng tôi phải tìm cô gái đó. Đức Phật mới nói các anh nghĩ rằng các anh nên đi tìm cô gái đó hay là các anh nên đi tìm chính các anh. Nghe một câu hỏi như vậy thì các anh chàng này hơi giật mình. Hồi nào giờ mình ăn chơi cũng nhiều, quen biết cũng lớn á, nhưng mà ít có ai hỏi mình những câu hỏi mà lạ lạ như vậy. Thì các anh ngồi xuống và hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng các anh nên đi tìm chính các anh hơn là đi tìm một cô gái. Và các anh rong ruổi với quá khứ, với tương lai mà chưa tiếp xúc được với cái giây phút hiện tại. Sự sống là giây phút hiện tại. Thì Đức Phật nói chuyện xong thì các anh phát tâm đi xuất gia. Cho nên nhiều khi á, trên đó là cái phong cách và cái nghệ thuật giáo hóa. Một lần khác Đức Phật đi đến một cái nhà một ông nông dân. Đức Phật hỏi ông trồng trọt như thế nào. Ông mới nói tôi
gieo hạt nè, phải cày xới đất lên, rồi phải gieo hạt nè, rồi phải có tưới tẩm, rồi lấy trâu rồi cày đất rồi, rồi chúng tôi mới gặt hái được. Rồi ông mới hỏi vậy chứ chúng tôi làm như vậy để chúng tôi có sống, vậy thì Sa môn Gotama làm gì để sống? Chúng tôi là những người nông dân, chúng tôi làm như vậy, rồi ngài thì ngài làm gì? Nãy chúng tôi gieo cái hạt giống là hạt giống của chánh kiến, cái cài cái ách là trí tuệ, con trâu mà cài bừa là sự tinh tấn siêng năng. Vậy thì một người mà có chánh kiến, có trí tuệ, có tinh tấn thì có phải là gặt hái được cái kết quả của sự tu hành không? Hạt giống của chúng ta là chánh kiến, người tu mà không có chánh kiến thì làm sao được? Thì Đức Phật mới dạy ông là mai mốt đó, mỗi lần ông gieo hạt thì ông cũng tự nói với ông, gieo cái hạt này là gieo hạt của chánh kiến. Mỗi khi ông cài cái ách thì ông nhớ rằng đây là trí tuệ, phải cài xới lên để cho những vô minh nó đi ra, để cho trí tuệ được khai mở. Và khi con trâu nó kéo cái cày thì ông phải nhớ rằng người tu phải tinh tấn. Nếu một cái người hành giả mà lười biếng thì không có thể nào thực hiện được. Vậy thì Đức Phật có một phong cách giáo dục, có nghĩa là ngay nơi đó mà Đức Phật nói, ngay nơi đương sự. Rồi có quý vị nhớ đầu năm mình học kinh nghệ thuật mà chăn một con ngựa, khi Đức Phật gặp một anh chàng chăn ngựa, Phật hỏi anh chăn ngựa làm sao, anh nói thì Đức Phật cũng nói người tu của mình cũng như thế. Rồi có một hôm Đức Phật gặp một em bé chăn trâu, rồi em bé này nói cho Đức Phật nghe, một người chăn trâu giỏi thì cái người chăn trâu đó phải biết 11 điều về con trâu. Chẳng hạn như là phải nhận ra được con trâu của mình, rồi người đó phải thấy được, nhận ra từng cái con trâu, mỗi con trâu riêng của mình, biết trâu mà nhận diện ra nó. Phải có lòng thương trâu, phải thường ung lửa để cho con trâu đừng bị muỗi đốt. Phải tìm những nơi nào có cỏ ngon cho trâu ăn, phải tìm những nơi nào có nước sạch cho trâu uống, phải tìm những con đường nào tốt để cho con trâu đi. Sau khi mà nói ra như vậy rồi thì Đức Phật mới nói, một người tu của ta cũng không khác một người chăn trâu. Nếu một cái người chăn trâu biết nhận ra con trâu của mình thì người Phật tử của chúng ta phải nhận ra những yếu tố nào tạo nên sắc thân của mình, để mình không có bị lầm lẫn. Thí dụ bây giờ mình biết là thân của mình do đất, nước, gió, lửa, căn bản là tứ đại đó, hợp thành đó, thì mình không có lầm lẫn. Cái này nó có hợp thì có ngày nó tan rã. Cho nên cái người chăn trâu biết nhận ra trâu thì người tu phải nhận ra được cái thân này do cái gì mà hình thành. Một người xuất gia phải thấy, một người đệ tử Phật phải thấy được những hành động của thân, của miệng, của ý, cái nào đáng nói, cái nào đáng làm. Để chi? Cũng giống như cái người kia mà biết từng mỗi cái con trâu của mình. Không phải lúc nào muốn nói gì nói, tùy chuyện để nói, tùy lúc nói. Cho cái người, một cái người mà biết được cái thân mình, cái khẩu mình, cái ý mình thì cũng giống như một người chăn trâu giỏi, biết rõ từng con trâu một. Rồi cái người chăn trâu á phải thường tắm rửa cho trâu, thì người tu của chúng ta phải thường gột rửa cái tâm của mình, gột rửa cái thân của mình. Hễ mình có tham, có sân, có si thì biết mà gột rửa. Ung khói để mà đốt mũi thì mình cũng phải thường đem cái đạo lý giải thoát dạy cho người xung quanh, để họ cũng tránh được những khổ đau
Cho nên bây giờ mà mình đem, mình thấy một người bạn mình khổ quá đó, cũng giống như là một con trâu bị muỗi đốt vậy đó. Cho nên mình nhẫn, mình rủ người ta đi chùa, rủ người ta nghe pháp, đó là mình đốt khói lên để mà người đó, con trâu đừng có bị muỗi nữa. Thì nhiều thứ, nói chung là 11 việc. Ở đây Pháp Hòa nói Đức Phật dạy cái cách chăn trâu. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật á, là một vị thầy, mà những cái gì Đức Phật dạy á, nó thực tế, không có mơ hồ, và làm sao chuyển hóa ngay cái đời sống đau khổ của con người. Nếu mình một người tu mà mình không có nhận ra được những cái khổ đau của mình thì khó mà mình chuyển hóa được. Cho nên học giáo lý không chưa đủ, mà mình phải hành giáo lý. Có một vị thiền sư Việt Nam ngày mới nói đó, tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu tăng trưởng tà kiến. Ví dụ như bây giờ mình tu mà không học gì hết trơn, biết gì đâu mà tu. Cho nên càng tu càng vô minh. Nhưng mà học nhiều quá mà không có thực hành gì hết, cho nên rốt cuộc ôm một mớ tà kiến, nói thần nói thánh nhưng mà rốt cuộc không có được kết quả. Cho nên Đức Phật dạy một người bằng thân giáo, bằng khẩu giáo. Và đồng thời á, ngay nơi những cái sự việc mà Đức Phật dạy. Quý vị có nhớ ngài La Hầu La đó, là con trai của ngài đó, khi mà đi tu vô trong giáo đoàn đó, nói dốc dữ lắm, còn nhỏ mà nói dốc, mà đến nỗi mà nói dốc mà thầy chạy luôn á, là mấy ông thầy, mấy thầy mà dạy là sợ lắm. Thì một hôm mà Đức Phật biết được, Đức Phật mới gọi ngài La Hầu La đến, bảo ngài La Hầu La đi lấy một cái thau, một cái chậu á, đem tới đây. Thì Đức Phật hỏi, vậy chứ cái chậu này có xài được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, chậu này sạch lắm, dùng đựng thức ăn được, dùng cái gì cũng được, tại nó chưa được dùng. Đức Phật mới nhúng bàn chân của ngài vô trong cái thau nước đó, rồi Đức Phật rửa xong, rồi Đức Phật hỏi, bây giờ cái nước này có xài được không? Nói dạ nước dơ rồi, chỉ có nước đổ thôi chứ chẳng xài được. Thì Đức Phật mới đổ cái nước ra ngoài rồi, thì Đức Phật mới hỏi, bây giờ cái thau này có xài được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, có xài được, nhưng mà chỉ để rửa chân thôi chứ còn không thể làm gì được nữa, đựng thức ăn không được nữa. Đức Phật mới lấy cái chân hất cái chậu đất đó, nó lăn vòng vòng vòng, nó đụng vô trong cái thành kia, bể cái chậu ra. Đức Phật hỏi, bây giờ cái chậu này còn xài được nữa không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, bể rồi, xài nữa gì nữa. Thì Đức Phật nói cũng như thế, một con người mà thân khẩu ý bị nhiễm ô rồi thì không còn xài được gì nữa hết. Cũng giống như cái chậu mà nó đã, nếu mà có xài thì xài cho cái việc gì? Chỉ để rửa chân thôi. Cái người thân khẩu ý đã nhiễm ô rồi mà cứ sống theo cái đường nói dốc của mình thì chỉ có những người thích nói dốc ngồi nói dốc chơi cho vui vậy, chứ còn nói thiệt không ai tin nữa. Ở chỗ nào mà bà 8, bà 9, bà 10 đồ tụ họp thì cái anh này ảnh tới ngồi chơi, ảnh cộng thêm ảnh nữa 8 rưỡi thì được, chứ còn ảnh không có thể nào mà ngồi nói chuyện, đâu còn ai tin ảnh nữa. Một người mà thân khẩu ý đã làm những cái điều nhiễm ô thì cũng giống như chiếc thau bể. Từ đó ngài A La Hầu La thức tỉnh tiến tu. Tức là mình nói những cái cách giáo hóa của Đức Phật, cái nghệ thuật giáo hóa của Đức Phật. Vậy thì giáo dục nãy giờ mình nói đó, quý vị thấy rõ ràng giáo dục trong đạo Phật không? Đức Phật đâu có dạy làm toán, toán nhân, toán trừ gì. Nhưng mà cái giáo dục theo cái quan niệm của đạo Phật là phải làm sao cho con người nhận ra cái xấu của mình để mà chuyển đi cái tâm xấu đó. Cái đó gọi là tu tâm, và tưới tẩm cái hạt giống tốt ở nơi mình, phát triển cái tốt nơi mình thì gọi là dưỡng tánh. Quý vị nghe cái danh từ tu tâm dưỡng tánh, mình phải nhận ra cái tâm mình như thế nào để mà tu sửa cái tâm đó.
Và cũng đừng quên rằng ở nơi mình có những cái đức tánh rất tốt, mình nên trưởng dưỡng cái đức tánh đó. Cũng giống như Ngạ Nan gần Phật lâu quá mà không có chứng đạo. Mãi đến khi Đức Phật mất rồi thì Ngài mới chứng đạo. Ngài có khả năng thành Phật chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà tại cái gì mà Ngài không thể thành được? Cái tâm ỷ lại. Cái tâm ỷ lại. Phật kế bên mà lo gì? Mình bây giờ y chang chứ gì đâu. Cái gì kế bên là mình đâu có biết quý. Không, khi nào mà cái đó không có bên mình nữa thì mình mới thấy quý. Giống như Kinh Pháp Hoa nói, mình có cái hạt châu ở trong cái chéo áo mà chẳng biết, lang thang làm cái người cùng tử, rày đây mai đó để tha phương cầu thực. Đến một ngày nọ nhận ra được cái hạt châu ở nơi chéo áo mình mới vỗ đầu cái bóp, trời ơi nó đây. Cũng giống như cái anh chàng mà mẹ ảnh đòi cưới vợ, cho ảnh nói khoan đi, để cho con học xong cái đã. Ngày nào anh cũng ngồi ngay cửa sổ anh học hết. Tới cái ngày mà anh thành đạt thành danh, anh cưới vợ á, lấy cái khăn che mặt bà vợ anh lại. Rồi tới hồi mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái xong rồi, dở khăn mặt, trời đất ơi, tưởng ai, thì ra cái con nhỏ nó chuyên môn ở trước cửa sổ tôi nè, ngày nào nó cũng sắc, nó sắc bắp chuối cho heo ăn nè, nó vớt bèo cho vịt ăn nè. Tôi tưởng con nhỏ nào sắc nước hương trời ở làng nào, ai ngờ con nhỏ ngay trước mặt tôi mỗi ngày. Thì cái câu chuyện đó cũng để muốn nói chúng ta rằng, chúng ta nhiều có những cái hạnh phúc nó ngay trước mặt mình, nhưng mình nghĩ là cái gì nó khủng khiếp, nó xa vời lắm. Chứ mình có cái đó mình không có dưỡng. Chứ cái chữ tu tâm dưỡng tánh là mình nhận ra cái tâm dở sửa, phát triển cái tâm tốt. Ví dụ như bây giờ trong kinh Dược Sư á, nói người ai mà đến xin mình á, mình cho xong rồi về tiếc. Nhớ không? Đọc trong kinh Dược Sư á, cực chẳng đã lắm, phải xuất ra một chút cho xong về tiếc. Đó là để cái tâm mình tham. Nhưng bây giờ mình dưỡng tánh nè, mình nói trời ơi, mình có mình mới cho, chứ không có làm sao mà cho được. Thôi thì bây giờ người ta có người ta vui, mình có đây là mình cũng đủ ăn, mình dư cái tánh mình dưỡng lên. Nó kỳ cục lắm. Đậu xe thì muốn ai bỏ sẵn tiền cho mình vô đậu, đi tới chỗ nào mà thấy còn dư đâu chừng 20 phút mừng húm. Vậy đó, mạng lát nữa mà mình lỡ hôm nào mà không có ai bỏ, mình bỏ vô xong mình dư 30 phút đi ra tiếc hồi hụi, nó biết về nãy giờ bỏ 1.5 đồng. Phải không? Thật đó, mình thấy được cái tâm mình không đó. Thật đó, những cái chỗ đó cái bây giờ mình khởi cái tâm đó, cái mình dưỡng nó liền đi. Thôi thì cũng có lúc mình xài của người ta, thôi thì cũng có lúc mình để người ta xài của mình chứ, là dưỡng tánh. Cho nên cái cách mà giáo dục của Đức Phật á, là làm sao chỉ cho con người cải đổi cái hành vi xấu để mà sống một cuộc đời tốt. Cái cách đó là cái cách giáo dục của Phật giáo. Mà Đức Phật luôn luôn á, là cái người thầy mà muốn mình, Phật đã thực hiện cái gì thành tựu thì Đức Phật cũng muốn mình thành tựu như vậy, chứ không có phải để mình trở thành một cái người gọi là phục vụ cho Phật. Phật không muốn như vậy. Phật mới tuyên bố tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành. Cái câu nói đó nó đưa cái nhìn về con người, về tín đồ của mình, không phải là những cái người phục vụ cho mình, mà những người có khả năng giống mình vậy đó. Cho nên mình nói mình theo Phật giáo đó. Nói anh theo tôn giáo nào? Nói tôi theo Phật giáo. Vậy thì theo Phật giáo là theo cái gì? Tôi theo một cái lối giáo dục làm cho con người tôi trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn, lành mạnh hơn, đời sống tôi lành mạnh hơn. Ví dụ như một cái người mà chăn trâu mà họ biết tìm những con trâu tốt, khỏe để làm gương cho những con trâu khác,
Thì một cái người, cái người sống, một cái người thực của người đệ tử Phật cũng thế, cũng phải luôn luôn sống và làm gương cho người. Một cái người mình sống mình phải làm gương, mà Đức Phật nói là Đức Phật làm. Một hôm Đức Phật rủ thầy A Nan Đà đi thăm một vòng các cái cốc của quý thầy tịnh tu. Thì khi đi ngang một cái căn phòng cũ mềm mà cái mùi hôi nó bốc ra từ căn phòng đó, Đức Phật mới đi vô rồi mở cửa thì thấy một thầy đang nằm ở trên giường bệnh, thân thể hôi dơ. Mà trên giường thì thôi, những cái tạp dơ nó ở trên giường. Đức Phật mới hỏi: ủa thầy bệnh ở đây lâu chưa? Nói: dạ con bệnh cũng cả tháng rồi. Hỏi rồi thầy có ăn uống gì được không? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con 7 ngày rồi không có ăn. Hỏi: thầy không ăn là tại vì không có thức ăn hay là tại vì thầy ăn không được? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, không có thức ăn. Hỏi rồi thầy có sư phụ không? Thầy thế độ của thầy? Nói: dạ không có. Thầy giáo thọ thầy đâu? Nói: dạ không có. Rồi những huynh đệ mà ở gần gần thầy đâu? Nói: dạ bỏ đi hết rồi, tại con bệnh, trong người con không ai chăm sóc, rồi phòng con nó hôi dơ, mấy thầy ở gần gần phòng chịu không nổi dọn đi hết rồi. Phật mới nói: thầy đó, thầy nói xong rồi thì Phật mới nói: thôi được rồi, để tôi phụ cho thầy. Thì Đức Phật với Ngài A Nan mới giúp cho cái vị thầy này chùi rửa, rồi dọn bưng thể qua một bên, rồi lột ra giường áo gối gì, giặt giũ. Đức Phật xối nước, Ngài A Nan đeo lên đó dặm rồi rửa, săn sóc đàng hoàng hết rồi, bắt đầu kiếm gì cho ăn xong rồi. Đức Phật mới đi khúc đằng kia tập hợp hơi đông. Thấy Đức Phật đến là các thầy ra chào rồi. Đức Phật ngồi xuống hỏi thăm. Hồi nãy ở khúc đằng kia có ông thầy, thầy không được khỏe đó. Tôi không biết ở đây có thầy nào ở gần thầy đó không? Thì có một thầy tỳ kheo bước ra nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, mấy anh em con ở gần gần. Phật mới nói: tại sao thầy ở gần mà thầy không giúp đỡ cho người bệnh? Các thầy đã bỏ một cái gia đình để đi về nhận một cái gia đình chung. Các thầy lìa bỏ những cái riêng để đi về cái chung. Các thầy đã đi, không có đi bỏ những cái họ lẻ tẻ để lấy chung một họ là Sa Môn Thích Tử. Vậy mà sao các thầy không biết thương chăm sóc cho người bệnh, mà những người đó là huynh đệ của mình? Tôi nói cho các thầy nghe, sông rạch ao ngồi nó mỗi cái tên nó khác nhau hết á, nhưng khi mà nó đi ra biển rồi đó thì nó cùng một cái tên thôi. Thí dụ như mình kêu là sông Đồng Nai, sông Cửu Long, sông gì không biết, nhưng mà khi mà nó ra biển rồi thì nó chỉ một tên thôi, đó là biển, và nó chỉ có một vị thôi, đó là mặn. Các thầy cũng thế. Các thầy có họ, có tên riêng, mà khi đi về chung một nhà thì cùng một Sa Môn Thích Tử. Các thầy phải nên chăm sóc những người bạn đồng tu của mình. Đức Phật dạy xong rồi Đức Phật mới nói: từ nay về sau, các thầy thấy một người bệnh trong tăng thân của mình mà quý thầy không có chăm sóc là quý thầy phạm tội việt tỳ ni. Đây là danh từ trong luật. Chữ việt có nghĩa là mình vượt, phải không? Tỳ ni là giới luật, là những cái giáo pháp. Mặc dù nó nhỏ thôi, nó vi tế thôi, nhưng mà các thầy người tu thì nghiêm chỉnh mà thực hành. Cho nên trong cái giới Bồ Tát đó, một trong 8 cái công đức mà mình có thể làm được, tạo được đó, ngoài cái chuyện gọi là đào giếng, đắp đường rồi đó, thì trong đó có một cái phước là chăm sóc cho người bệnh. Cho nên mình nghe ai bệnh á, mà mình có khả năng cạo gió, hay là mình giúp được cho người ta miếng cháo, miếng cơm gì đó, nên chăm sóc.
Và nhất là mình ở chung một chùa với nhau. Người kia mà thấy nằm cả ngày không có nhúc nhích gì hết thì mình nhớ tới, mình để ý, hỏi có sao không. Hai vợ chồng chung nhà cũng vậy, bà xã nằm nguyên ngày nó chắc bà mệt bà ngủ. Không? Nhưng mà bà ngủ thì cũng có giờ bà thức chứ, ngủ gì đâu mà 23 giờ rồi thì cũng phải tới hỏi có sao không. Thí dụ vậy. Đó là một cái sự quan tâm. Quý vị có nhớ thầy A Na Luật không? Thầy A Na Luật là anh em chú bác với Phật. Khi mà ngài đi tu á thì ngài có cái bệnh là ngủ gật, ngủ thấy thương, thậm chí sám hối cũng ngủ nữa. Lại sám hối mà lại xuống một lại rồi cái thiếu điều muốn nằm luôn vậy, không muốn dậy. Pháp Hòa có một em Phật tử nó vui lắm. Cái thời gian mà tu học á, rồi mình lại kinh Pháp Hoa mỗi chữ một lại á mà, nó lại riết rồi nó quải đó, nó lại cái nó dở hai tay không nổi, nó sụi luôn. Về nó nghe chữ Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, nó cúi xuống, nó nằm luôn vậy đó. Rồi cái chú kia nhập cái khánh cho đứng dậy, nó quay lên nó chi lẹ vậy. Để cho nó nhắm mắt được vài giây nó cũng đỡ. Đó, thành thử ra thì ngài A Na Luật á, thì ngài có cái bệnh đó. Và sau này á, Đức Phật dạy ngài quán, rồi ngài thức, ngài thiền định, sao cái ngài bị mù mắt. Nhưng mà bù lại thì ngài chứng được quả thánh, tức là ngài chứng được có con mắt gì, mắt trời, là thiên nhãn. Thì một hôm mà ngài muốn cái y của ngài bị rách á, ngài muốn xỏ chỉ để mà may y. Cũng thời may là Đức Phật đi tới. Đức Phật đi tới, Đức Phật thấy đệ tử của mình muốn may y mà không thấy đường, thì Đức Phật lại đó cầm cái kim và xỏ chỉ cho người đệ tử. Thì nếu mà đứng trên phương diện phước á, thì chúng ta có thể nói rằng Đức Phật không từ nan một cái phước nhỏ nào mà ngài không làm, dù chỉ xỏ cho người ta một cây kim. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là sao? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Là đừng có nghĩ là khi nào mình lên trên này nè, thấy không? Mình hít hà, mình dâng cho Phật một dĩa trái cây đó, trong khi đó có một người nào đó họ đói quá trời mình không cho ăn, nói đừng có đụng vô cái này để tôi cúng Phật. Phật không cần mình cái đó đâu, cho ông Phật kia ăn trước đi. Ông Phật đó ông no thì mới tới ông Phật này ông no theo. Có một lần ở trời hạn hán, không có cơm gạo, thì có một thầy tỳ kheo á, lấy một cái vật ở trong chùa đem ra bán lấy tiền để mà mua thức ăn cho Phật. Khi thầy mua thức ăn về thì dâng cho Phật, Đức Phật mới hỏi thầy còn cha mẹ không. Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, cha con mất, mẹ con còn. Đức Phật mới nói thế thì cái chén cơm này mẹ của ông là người được hưởng nhất. Thì Đức Phật mới dạy, ở trên đời gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Nếu ông một vị xuất gia nào, nếu gặp cái thời đói khát hay là những lúc cha mẹ bệnh hoạn, thì người xuất gia đó được quyền về chăm sóc cho cha mẹ. Nếu vị xuất gia đó có đi khất thực, có được thức ăn, mà gặp ở trong một cái hoàn cảnh cùng đói khát, thì người xuất gia đó cần phải dâng cái thức ăn được đó, được có đó, dâng cho cha mẹ trước, kế đến mới đến các bậc xuất gia, các bậc thầy tổ của mình. Tại sao? Bởi vì cha mẹ là người cho chúng ta cái thân này, và thầy tổ là người cho chúng ta lời hay lẽ phải, để chúng ta biết đâu nẻo tránh đường tà mà chúng ta đi. Nhưng mà cha mẹ là trên. Qua một cái bài kinh đơn giản như vậy thì đại chúng mới thấy là
Đức Phật luôn luôn đối xử với tất cả mọi người bằng cái cách thân giáo của Ngài, bằng cái khẩu giáo của Ngài, bằng cái ý giáo của Ngài. Và đó là cái cách giáo dục. Mà giáo dục của nhà Phật là làm sao chuyển hóa được cái tâm của con người. Còn cái chuyện mình học hành, mình hiểu biết những cái pháp thế gian, cái đó gọi là thế trí biện thông. Nhiều khi mình học nhiều mà mình chưa có chuyển hóa được cái tâm cống cao ngã mạn, thì cái học nhiều đó của mình cũng trở thành ra cái gì? Cái tác hại. Nó mình ý mình giỏi hơn người thì cái ý đó nó cũng trở thành ra cái nguy hiểm. Cho nên á, không có công mà được bổng lộc cao, đó là nguy. Không có tài mà ở địa vị cao, nguy. Mình không có tài gì hết mà được ở một cái vị trí quá cao, nguy hiểm. Không có làm ra công cán gì hết mà ở đâu lộc nó về hưởng hoài, không được. Cho nên cái đó mình phải kiểm lại. Vì vậy cho nên á, Đức Phật là một vị thầy mà dạy cho chúng ta những cái thực tiễn trong đời sống, từ chuyện vợ chồng, cha mẹ, anh em, thầy trò. Và Đức Phật cũng không có muốn Ngài chỉ là một người thầy duy nhất. Ngược lại, Ngài còn khuyến khích thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên nên nhận đệ tử. Cho nên khi mà Ngài La Hầu La đi vào tu đó, Ngài đâu có nhận, Ngài chuyển qua cho Ngài Xá Lợi Phất, để Ngài Xá Lợi Phất tiếp nhận mà dạy dỗ. Và Đức Phật dạy á, một người thầy phải đối với người đệ tử, một là phải có lòng thương tưởng đến học trò, hai là phải rèn luyện phẩm hạnh, tư cách đạo đức cho học trò, thứ ba là phải truyền dạy cho học trò đến nơi đến chốn, thứ tư là phải ngợi khen học trò trước mặt bạn bè người thân, mà không có được chê trách sỉ vả người học trò trước mặt bạn bè. Bảo vệ người học trò khi người học trò gặp nguy khốn. Ở đây là mình cũng cố gắng mình làm đó, mình làm hết sức. Còn cái chuyện mà được như thế nào đó là tùy thuận. Cũng giống như cái người mà đến gặp Đức Phật đó, hỏi những cái chuyện siêu hình mà Đức Phật không có trả lời, Đức Phật im lặng, nhưng mà im lặng mà lại là giáo hóa. Tại sao vậy? Tại vì cái thầy này bây giờ thầy đang rơi vào cái tình trạng sống trong cái tưởng đủ thứ cõi hết. Càng nói là thầy càng sao? Càng đi xa vời cái thực tế, không có lợi. Cho nên đôi khi Ngài, cho nên cái cách giáo hóa của Ngài đặc biệt vậy đó. Có lúc Ngài nói mà có lúc Ngài không nói. Rồi khi mình thấy Ngài không nói, mình tưởng là Ngài không biết. Nhưng mà Ngài nói càng nhiều nó càng lộn xộn. Thôi để cho nó tỉnh cái, không có nói. Rồi bữa nọ Ngài chịu hết nổi rồi mới đến gặp Phật, nói bữa nay con nhất quyết rồi đó, Phật không trả lời con là con xin nghỉ tu à. Đức Phật hỏi vậy chứ hồi trước khi thầy vô đây thầy làm nghề gì? Thầy nói con làm nghề đó vậy đó. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ hồi thầy đi vô tu thầy có ra điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Thế thì hôm nay thầy có nghỉ tu cũng khỏi điều kiện. Thì Đức Phật mới dạy cho cái vị tỳ kheo đó là cái mũi tên mà chạy tới mình vậy đó. Nếu một mũi tên mà đang ngồi đây mà nó bắn vô người của mình, mà mình đi hỏi là ai bắn mũi tên này, làm bằng cái gì, thù hận gì với tôi, thì thầy nghĩ thầy có đủ thời giờ để tìm hết những câu hỏi đó không? Hôm trước đi Mỹ giảng đó, có một Phật tử hỏi Pháp Hòa chứ đạo Phật có nói chuyện siêu hình không? Hỏi đạo Phật có nói chuyện siêu hình không? Pháp Hòa mới nói đạo Phật có nói nhưng mà không quan trọng. Đức Phật cũng nói cát cõi, nhưng mà Đức Phật nói cho mình biết vậy thôi, nhưng mà cái này nó không liên hệ tới giáo lý. Đức Phật nói có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và những cái thế giới xung quanh, thế giới con người.
mình có tin hay là mình không tin, nó không có liên hệ tới giáo lý, nó không hề ảnh hưởng. Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là phải nhổ cho được cái mũi tên của tham, của sân, của si, chứ không phải đi tìm những cái chuyện gọi là siêu hình. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình hỏi là con gà với trứng gà cái nào có trước? Nói con gà có trước, nói con gà nở từ trứng gà. Nói trứng gà có trước rồi trứng gà phải sanh từ con gà. Tìm hoài tìm không ra. Rồi thì ví dụ bây giờ có tìm ra được trứng gà với con gà cái nào có trước, rồi làm gì? Tiếng Mỹ nó kêu what's the point. Rồi có anh cũng vẫn ăn mặc ngủ nghỉ rồi chết phải không? Và anh có đủ thời giờ để anh tìm những chuyện đó không? Cái thời gian con người mình nó có, nó rất là hạn hẹp. Và cái thời gian để anh làm sao anh chuyển được cái tâm mà cái tâm dở của mình để mình sống hạnh phúc với mấy người xung quanh mình được vài chục năm, đây là quan trọng. Còn cái chuyện gọi là thế giới này chừng nào tan hoại, hoại rồi đi về đâu, rồi ai tạo ra thế giới này, nó không có quan trọng. Mình có đủ thời gian để tìm hiểu mấy đó không? Rồi có đủ thời gian để chứng kiến mấy đó không? Mà ngồi hỏi chi cho nó mất công. Thì Đức Phật cũng nói giống như cái mũi tên mà nó nhắm thẳng vào trong con người mình, thì phải nhổ mũi tên đó ra, chứ không thể nào nói may I help you, nói wait a minute, I want to find some reason. Lúc đó đọc nó ngắm mà chết ngắt rồi. Mà chết ngắt thiệt á, tới tím liệm mà chết ngắt rồi chứ. Thành thử ra cái đó là cái đó là cái quan trọng. Những cái gì mà Đức Phật dạy nó có cái tính cách khế lý, khế cơ, phải không? Khế thời, đúng thời, đúng người, cái căn cơ của con người, và sao nữa, phải đúng với giáo lý. Cho nên có những chuyện á, bây giờ cái căn cơ người này không cần phải nói cái chuyện này, thì Đức Phật im lặng. Mà cái thời điểm Đức Phật nói cái này chưa tới, cho nên Ngài không nói. Đến khi nào đủ đúng thời thì Ngài mới nói. Cho nên á, mình muốn dạ buồn một cái người mà họ muốn giáo dưỡng một người nào đó, đâu phải lúc nào cũng dạy đâu. Cũng giống như ví dụ đi, tự nhiên nhà mình có khách, cái con mình đổ trứng nó hư. Mà thường thường hồi nhỏ mình là vậy, cứ chờ tới khách thôi. Tại vì mình nghĩ là khi nào nhà có khách á, ba mẹ mới không dám đánh mình. Cho nên là khi nào mà nhà có khách là chạy vô xin à. Muốn đi đâu là xin ngay lúc đó là được đi à. Nhưng mà đi xong rồi về mới bắt đầu. Thì tại sao mà cha mẹ không có đánh mình lúc đó? Tại vì không đúng lúc. Mình rầy con mình mà trước mặt khách là không được, phải không? Cho nên là muốn rầy con là đợi khách về rồi mới rầy. Và hoặc là nếu có rầy đi nữa thì cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng không có thẳng thừng. Chỉ nói một hai câu để cho con mình hiểu ý của mình, mà thậm chí có những vị người ta chẳng nói gì hết mà chỉ trừng thấy thôi. Cho nên Tổ Đạt Ma đó, Ngài cũng có cái cách dạy mình đó, ở cái đôi mắt của Ngài. Thì bây giờ người ta hỏi, thì bây giờ nhìn cái hình ảnh của Đức Tổ Đạt Ma đó, thì cái gì mà đặc điểm ở nơi cái hình ảnh của Ngài? Cặp mắt của Ngài. Cặp mắt của Ngài Đạt Ma đó là cái quan trọng. Bởi vì cặp mắt đó là làm cho mình khiếp sợ. Chính khiếp sợ đó, tâm mình sao không còn loạn xạ đâu nữa hết. Cho nên quý vị bước vô chùa, quý vị thấy không, có những cái ông mà ổng dữ dằn, ổng mặt mày ổng trợn vậy đó, mình đứng trước những cái tượng đó mình không có dám hó hé gì hết trơn á, sợ lắm. Thì đó cũng là một cách dạy để cho con người đừng có phóng tâm gì nữa hết. Ở trong cái chỗ này rồi là phải như vậy thôi. Chứ các vị đó thường thường ở đứng ngay cửa không à, thấy không? Anh bước vô cửa rồi thì anh bước vô cửa chùa rồi thì tâm anh phải nhiếp lại, đừng có lạng chọn. Có mỗi ông thần ông đứng ông canh. Hôm nào mình sẽ nói về tứ thiên vương, quảng mục thiên vương, tăng trưởng thiên vương, trì quốc thiên vương, đa văn thiên vương. Mà những vị đó nó
những vị thần đó có liên hệ tới đời sống tu hành của mình hết. Thì hôm nay chúng ta nói về sự giáo dục của Đức Phật, thì trước hết mình định nghĩa cách thế nào là giáo dục theo Phật giáo, và Đức Phật đã giáo dục đệ tử như thế nào, qua thân giáo, qua khẩu giáo, qua ý giáo. Và đồng thời cái thân, cái khẩu, ý đó phải hợp thời, đúng thời, đúng căn cơ gọi là hợp cơ, và đúng cái giáo lý gọi là khê lý. Hơn nữa, những trường hợp Đức Phật trên đường đi giáo hóa có những sự việc gì xảy ra thì Ngài nương vào sự việc đó mà Ngài làm cái gì? Ngài làm cái ví dụ cho chúng ta trên bước đường tu. Mà nhiều lắm, rất là nhiều, rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ một cái người mà họ đau khổ vì mất một người thân, họ nghĩ rằng Đức Phật là người chắc có lẽ có quyền năng làm cho con họ sống dậy, thì bà mới chạy đến Đức Phật xin Đức Phật làm sao cứu con của con sống. Bây giờ Đức Phật ngồi mà Đức Phật nói tràn gian đại hải thì nói không thông đâu. Cuối cùng Đức Phật nói thôi bây giờ tôi có cứu cho con bà được, nhưng mà với điều kiện bà đi tất cả mọi nơi nào bà xin cho tôi một bó cỏ, và với điều kiện là bó cỏ này phải được lấy từ một ngôi nhà mà chưa bao giờ có người chết. Bà đi, bà đi khắp hết mà nhà nào mà chẳng có người chết. Không ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm, ông nội, ông ngoại thì cũng cha mẹ gì phải có người chết chứ. Đi một vòng rồi thì cuối cùng bà đi về tay không. Bà không còn ôm đứa nhỏ nữa, vì đứa nhỏ nó chết cả tháng, 2-3 tháng rồi bà không chịu chôn. Rồi nghe người ta đồn là Đức Phật là bậc đại từ đại bi, chắc là có thần thông quảng đại làm cho con bà sống dậy. Cho nên bà ôm đứa con đến xin Phật. Nhưng mà một chúng sanh căn cơ họ bây giờ chưa, họ thấm, chưa có thấm chữ vô thường, bây giờ nói cái gì? Thôi thì bây giờ cho bà một cái cách. Thế bà đi xin cho tôi bó lúa đi. Mà bó lúa nào mà bà phải ở những ngôi nhà nào mà chưa có người mất ạ. Thì cuối cùng sau vài 3 tuần lễ bà đi cái bà trở về. Bà tay không bà lễ Phật hỏi bây giờ ủa đứa con bà đâu rồi? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn con chôn rồi. Hỏi sao bà chôn đứa con? Nhờ bạch Đức Thế Tôn, vì con hiểu rằng ở trên đời này con không phải là một người duy nhất mất người thân, mà không có một gia đình nào ở trong cái xã hội này mà chưa có người thân mất. Con hiểu rồi. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu cũng vậy. Nhiều khi Pháp Hòa mấy chú làm một cái việc gì hư, Pháp Hòa để im đó, không có sửa. Đợi mấy chú về rồi để mấy chú thấy cái gì? Thấy cái hư và cái không hư. Như là đi học về đó, chơi ở trong playground cát không à. Về tới nhà cái lột chiếc giới mà lột ngược, lột xuống nó ra về cái thì cái mặt trái nó xoay ra ngoài, rồi mặt ở ngoài thì một đống, một đống cát vậy nè, mà nó nùi một cục vậy nè, chứ không phải được sổ ra nữa, nùi cục lại để nguyên vậy cho vô cái máy giặt. Giặt ra thì nó cũng có sạch sẽ gì đâu. Tới hồi Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa lấy ra thì thấy cục nào cục nấy còn nguyên cát không. Pháp Hòa không nói, Pháp Hòa để đó. Để đó xong rồi mới tới Pháp Hòa hỏi cái này giặt chưa, giờ cũng nhớ giặt chưa, đưa lên ngửi. Đưa lên ngửi. Ngửi xong thì bây giờ nó có cái mùi của chiến tranh, tức là mùi xà bông cũng có một chút mà cái mùi dơ cũng có một chút. Nó dạ con không biết. Phải quá bà nói cái này giặt rồi nè, mà giờ con thấy nó sạch không? Dạ không sạch. Tại sao không sạch vậy? Dạ tại vì con không có lộn cái vớ ra. Thì Pháp Hòa nói đó, con thấy không, chỉ một con chỉ cần thêm 5-10 giây con lột chiếc vớ lại thôi. Con để công ra con giặt mà nó sạch vớ, không mất công mà không mất của, tốn xà bông tốn nước mà rốt cuộc có được cái gì đâu. Đó, mà nhưng mà nếu mình lột ra mình giặt mình nói thì các chú sẽ không thấy được cái điểm đó.
Ở chùa có một cái bình thủy nấu cháo cúng cô hồn. Hồi đó mấy chú mới về đó, đi về múc cháo ra cúng, chắc ra vậy cái để nắp nguyên, không rửa gì hết. Ngày nào Pháp Hòa xuống và cũng thấy cái bình thủy nó dơ. Pháp Hòa nói ngày mai á, cái đợi đi học về ăn cơm xong rồi nó không cho rửa. Nói mấy đứa đừng có rửa chén nha, không, để cái tô này lại, ngày mai lấy ăn tiếp. Nó trời ơi, dơ vậy sao ăn. Nói dơ, họ ăn cơm dơ rồi không cho rửa chén. Pháp Hòa nói mình biết lựa cái tô sạch mình ăn thì tại sao cái bình thủy này mình không rửa. Mình biết lựa cái sạch mình ăn thì mình phải biết rằng người khác cũng cần ăn bằng cái tô sạch. Từ đó về sau là lúc nào cũng nhớ rửa cái đó. Thì quý vị thấy đó là một cách mình học cái cách giáo dục. Có một đứa nhỏ, nó chơi với một con cá, nó câu con cá lên rồi nó không có đập đầu nó làm thịt, mà nó giằng giật con cá kiểu này kiểu kia. Đức Phật đi ngang, Đức Phật thấy, Đức Phật mới nói để hôm nào á kiếm một người nào á đè con xuống rồi cũng giằng giật con kiểu vậy, con chịu không? Nó nói dạ đâu có được, đau chết. Đức Phật nói cái gì mình không thích đừng bao giờ làm cho người khác. Nhưng mà nếu mà Đức Phật nói ê mày đừng làm vậy mày, nó đâu có nghe, nó nói cái ông này ở đâu tới cản trở tôi làm ăn. Thì Đức Phật mới hỏi rằng thí dụ hôm nào mà đè con xuống rồi cũng nhồi con cái kiểu vậy con chịu không? Nó nói không, đau lắm. Là Đức Phật mới nói cái gì mà con không thích con đừng có làm cho người. Thì đó Pháp Hòa ví dụ như vậy cho đại chúng thấy thế nào là cái cách giáo dục trong nhà Phật. Cho nên có lý thuyết, có thực hành, có kết quả. Lý thuyết là mình nói, phải không? Mình nói có bài bản, có logic, gọi là hợp lý, đúng căn cơ là hợp cơ. Pháp Hòa dạy cho mấy chú học mỗi tuần một lần ngày thứ năm, có khi thì có tuần hai bữa, thứ tư, thứ năm. Lâu lâu thì Pháp Hòa mới cho một bài thi những cái gì mà đã học trong mấy tuần lễ qua. Sau đó rồi bắt đầu mới chia bài ra, chú này chấm cho chú kia chấm cho chú nọ vậy đó. Thì Pháp Hòa thường bắt là phải ghi lại cái câu hỏi cho nó đúng và cái câu trả lời. Vì chính khi học như vậy mình mới nhớ. Chứ còn mà nói thầy hỏi vậy, Pháp Hòa hỏi chứ bữa đó Pháp Hòa không biết Pháp Hòa hỏi cái câu gì mà vui lắm, mà mấy chú trả lời nó tức cười lắm, mà không có sửa cái câu lại cho nó đúng. Thì Pháp Hòa mới nói là phải chỉnh cho nó đúng. Rồi khi mà đi học á, làm một bài toán sai, cô giáo mới đánh cái dấu chéo. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ con sửa lại, làm sao mà cái dấu xéo này nó sửa thành cái dấu chấm đúng. Thì đó là cái cách học ở trong trường. Và đời sống này cũng vậy. Con đừng có thấy cái gì người ta gạch chéo rồi con bỏ qua. Thì nếu mà con cứ bỏ qua như vậy thì muôn đời con không bao giờ con học được gì trong cuộc đời này. Bởi vì cái mà nhớ dai nhất là những cái điểm mình làm sai, đúng không? Thường thường á, mình làm sai một cái gì mà sau khi được chỉnh rồi là mình nhớ dai dữ lắm. Đó là như vậy. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy, một bậc thầy mà người thầy có khả năng, có phương pháp và rất tâm lý để mà dạy người, rất tâm lý. Thưa đại chúng, cho tới giờ phút này á, mỗi lần Pháp Hòa muốn rầy một chú nào là Pháp Hòa đi lên, đi xuống, đi đệ ngó lên, không dám rầy. Cái chữ không dám là sao biết không? Có nghĩa là nếu mà mình rầy mà chưa có học bài xong thì nó cái người đệ tử đó sẽ bị stress, bị không có tinh thần, bởi mình biết cái khả năng của mỗi người đệ tử.
Chứ cái chữ không dám ở đây không có nghĩa là mình bỏ qua, nhưng mà có nhiều lúc á không thể nói được ngay lúc đó, mà Pháp Hòa phải chờ ở một cái dịp khác. Vì mình phải đặt cái tâm, mình phải hiểu được cái bản chất của mỗi người đệ tử, cái khả năng tiếp nhận cái lời chỉ dẫn. Có những người chỉ có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng mà không thể tiếp nhận một cách cứng rắn. Cho nên đòi hỏi một cái người thầy hay một người cha, một người mẹ nói chung, chúng ta muốn giáo hóa một người nào thì trước hết chúng ta phải có lòng từ bi. Vì có tình thương cho nên chúng ta sẽ thân giáo, khẩu giáo, ý giáo một cách có tuệ giác, có trí tuệ. Mà trong cuộc sống ở trong chùa là hằng ngày đều có những cái sự việc xảy ra mà cần phải giáo. Có những người nói thẳng không được. Ví dụ như có một hôm á, quý thầy đang ngồi ăn cơm, thì có một chú mới mang mấy ổ bánh mì lên để. Mà chú cứ nghĩ, chú nghĩ rất là đơn giản, dễ thương, là nghĩ giống như cho mình ăn vậy đó. Chứ chú đem mấy ổ bánh mì chú để cái bụp ngay cái bàn vậy, hỏng dĩa, hỏng dĩa trơn vậy đó. Nhưng mà nếu Pháp Hòa rầy liền chỗ đó không được, thì may là lúc đó trên đó có một cái tô, nó có cái dĩa. Cho con mới nhẹ nhàng lấy cái dĩa và mới để cái ổ bánh mì lên cái dĩa đó. Thì chú đó chú tinh ý, chú nhìn, chú thấy cái, chú vỗ đầu chú cái bóp. Tức là chú đã hiểu thầy muốn dạy mình cái gì rồi. Nhưng mà nếu mình rầy ngay lúc đó không được. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy để chúng ta thấy rằng thế nào là cái cách giáo dục trong nhà Phật. Phải có tình thương, phải có phương pháp, phải có tuệ giác, phải có thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Và đôi lúc chúng ta lấy cái ví dụ của việc này việc kia để chứng minh và dạy dỗ. Như Pháp Hòa đã thường chia sẻ với quý vị, những cái gì mà Pháp Hòa hướng dẫn mấy chú ở chùa hàng ngày. Một cái người trẻ đó, họ có những cái nghĩ rất là đơn giản. Mình thì mình nghĩ mình người lớn, nhưng mình nghĩ sâu, nghĩ xa. Và mình được luyện theo cái kiểu của Việt Nam. Cha mẹ mà nói kêu nói đánh đầu hay là nói lẫy rồi đó là mình đời nào mình dám, nhưng mà ở đây là khỏi cần lẫy. Vì cái chữ, cái tiếng, cái cách nói lẫy của mình nó không có affect gì với cái người để cái người trẻ ở đây hết trơn á. Cái món đó mình để dành cho khách à. Mà lại hỏi thầy con ăn này được không, mà mình nói ăn được cứ ăn. Dạ con ăn được, con thích. Thì lấy ăn ráng chịu nghe. Cái tội của mình là cái tội nói lẫy. Vậy thì không phải cái lỗi của người đệ tử, mà cái lỗi của mình. Mình không có biết ở cái thời đại nào có thể dùng được những cái từ đó. Đệ tử đây, người trẻ ở đây không nói lẫy được. Bây giờ quý vị không tin, quý vị về quý vị nói lẫy với con cái mình coi, đâu hiểu gì đâu. Cái tâm của nó là Mỹ mà. Cho nên là vừa rồi đó có một anh Phật tử, anh hỏi là bây giờ cũng không biết là mình phải dạy con mình theo kiểu Mỹ hay là kiểu Việt Nam. Pháp Hòa mới nói không có một cái đường lối nào nhất định. Mình thông minh là mình phải phối hợp cả hai nền văn hóa. Để mình làm sao mình, Đạo Phật là vậy. Đạo Phật là chúng ta biết update, không? Những cái hiểu biết của mình ở trong thời đại mới để chúng ta có thể đem cái giáo pháp. Giống như trong gia đình Phật tử, nếu mà trong gia đình Phật tử mà mình cứ y chang cái kiểu của mình xưa nay mình làm vậy á, mình cứ nói tiếng Việt rồng rặc là các em nó cũng chẳng hiểu mình nói gì. Cho bây giờ trong gia đình Phật tử có những buổi giáo lý có thể mình phải pha tiếng Anh, và thậm chí những bài kinh mình tụng bây giờ phải dịch. Dịch ra cho nó hiểu là cái bài đó nó tụng cái gì. Như vừa rồi đây có mấy em quy y, ba mẹ kêu quy y, nó không chịu, nó nói con không hiểu, con không quy y. Khi mà nó gặp Pháp Hòa ngồi nói chuyện với nó, giải thích cho nó quy y là gì, thì giữ giới là sao. Vừa nói chuyện với nó xong ở trường học là nó phone về cho má nó, thì nó nói chiều nay có lễ quy, má nhớ đăng ký cho con quy y. Vì nó hiểu.
Cho nên mình nói là không, các em phải nói tiếng Việt đúng, nhưng mà mình phải biết rằng mình đang ở đâu. Nó nói tiếng Việt là đúng, nhưng mà mình vẫn phải nhận ra một sự thật là tiếng Anh nó nhiều hơn tiếng Việt. Và cái quốc độ mà mình đang ở là quốc độ của người ngoại quốc nói tiếng Mỹ nhiều. Thì bây giờ không phải là họ đến, họ đến với mình, mà mình phải làm gì? Mình phải đến với họ. Có những, nghĩa là có những chúng sanh đó, người ta hiểu đạo thì ta tìm tới mình, nhưng mà những chúng sanh chưa hiểu đạo thì mình phải đến với họ. Cái đó là cái cách giáo hội. Cho nên mình phải học tiếng Anh, mình phải biết tiếng Anh để mình nói. Mặc dù mình nói một giống như Pháp Hòa dạy mấy chú ở đây hàng tuần, cứ một câu tiếng Việt xong rồi Pháp Hòa hỏi mấy chú coi hiểu cái câu đó là sao, dịch cho Hòa nghe. Rồi dịch xong rồi là ghi cái câu dịch đó ở dưới đó. Thầy Pháp Hòa mới nói mấy con cứ để dành, mai mốt cái tập mà cũng con học bây giờ đây là một cái tài liệu cho mình trong tương lai, mình dạy lại cho những người đệ tử của mình. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng phương pháp giáo hóa của Đức Phật, và chúng ta hiểu cho rõ cái cách giáo dục theo cái quan niệm của nhà Phật. Không phải là dạy cho một con người biết những cái hiểu biết thế gian thường, mà cái quan trọng là chuyển hóa được cái tâm của họ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các anh chị bên đó có nghe rõ không? Đánh máy lên. Rồi bây giờ mình tạm kết thúc ở đây. Và không biết là bên đó quý anh chị có câu hỏi gì thì xin nêu lên. A Di Đà Phật. Câu hỏi con là hôm nay thầy dạy bài giáo dục giống như là thầy nói cái bánh mì mấy đứa nhỏ nó ăn nó bỏ lên bàn vậy á, là không có được. Như vậy là mình có quá khắt khe với mấy em không? Mình khắt khe quá rồi đâu có không làm cho các em không thoải mái. Như vậy là mình giáo dục không phải là mình nghiêm khắc quá cũng không được không thầy? Hay như là Phật, cái câu hỏi là khi Pháp Hòa để cái bánh mì như vậy có quá khắt khe với mấy em không? Thì xin thưa là theo Pháp Hòa nghĩ á, cái đó là để chỉ cho mấy em biết cái cách ứng xử và khi tiếp xúc và tiếp đãi một cái người khách. Thí dụ như ở trong trường học hay ở đâu cũng vậy, Mỹ hay Việt gì thì người ta cũng có cái lịch sự, cái lễ phép căn bản khi mà người ta tiếp đãi một người khách. Nếu mình khắt khe đó là mình sẽ rầy tại chỗ, hay là mình nói những cái lời nặng. Nhưng đằng này mình không có nói gì hết, và mình chỉ nhẹ nhàng, mình chỉ cho em nó biết cái cách để mai mốt nó đừng có làm như vậy. Thật sự ra nếu mà mình không có chấp, không có gì hết, nhưng mà nếu mà mình chuyển cho các em thành một cái thói quen thì mai mốt các em không có biết được tôn ti. Cái cách đây là mình làm sao cho các em biết được cái tôn ti trật tự ở trong cái đời sống. Thí dụ như bây giờ á, mặc dù cha mẹ có thể làm bạn bè với các con, có thể tâm sự với các con, nhưng mà trên thực tế thì cha mẹ vẫn là cha mẹ, thì các em cũng phải có những cái thái độ lịch sự, lễ phép căn bản, chứ không thể là không có. Mặc dù mình ở sống phương Tây, nhưng phương Tây cũng có những cái lịch sự căn bản lắm. Chẳng hạn như người ta đi đường, người ta đâu quen biết gì với mình không, nhưng mà người ta vẫn say hello, người ta hi với mình. Rồi người ta đi trước mình, người ta mở cửa cho mình vô, thậm chí người ta nhường cho mình một bước để mình xếp hàng trước. Đó là những cái lễ phép của người, mà trong khi đó mình người Việt không có. Truyền thống của người Việt mình không có cái chuyện là đi đường gặp người ta cái hello, phải không? Nhưng mà mình thấy ở đây có cái cách đó hay thì mình cũng học. Cho nên là theo Pháp Hòa nghĩ rằng cái đó không phải là khắt khe, nhưng mà mình phải chỉ cho các em biết cái tôn ti trật tự, và các em phải biết cách như thế nào để khi các em có khách. Ví dụ như mấy em nhỏ nó ngang hàng với nhau, nó có thể bưng một cái rổ trái cây nó để trên bàn nó ăn. Nhưng mà bây giờ có khách người lớn đang ngồi đó, nó bưng nguyên cái rổ trái cây nó để trình ình ở trên bàn cho quý thầy hay là cho khách vậy cũng không được. Tức là mình phải cho các em nó biết cái lễ giáo. Bởi vì
Nho giáo cũng có nhân nghĩa lễ trí tính. Thì trong Phật giáo, nếu mình mà không có giữ cái lễ, tại sao mình phải có khách thì mình phải để một cái ly ở trên một cái dĩa rồi mình mời khách, đúng không? Thì mình phải dạy cho các em để nó biết cái lễ phép căn bản. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Như là Phật, có quý anh chị bên đó có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Còn cần Minh Tuệ muốn hỏi nữa. Xin mời Minh Tuệ. Thầy, con có con cũng sinh hoạt thường ấy, thì có mấy em nó nói là giống như mình là cha mẹ của nó, mà nó kêu mình bằng dây, mình có nổi giận nó không thầy? Nó kêu cha mẹ nó bằng Yoga, giống như là tiếng Việt là tụi bay. Mình là cha mẹ mà nó kêu mình tụi bay, vì mình dạy nó làm sao thầy? Dạ thưa quý anh chị, theo Phó Hoàng nghĩ mình không có cái chữ du gai nào đó thế cái chữ du gai hết. Tại vì cái ngôn ngữ là ngôn ngữ, và mình ở quốc độ nào thì có một cái ngôn ngữ nào đó để người ta dùng. Ví dụ như bây giờ á, mình họ mấy đứa con nó kêu mình bằng du, thì nó nói với mi, thì mình dịch ra tiếng Việt là du là mày, đúng không? Rồi mi là tao. Thì tại mình dịch vậy cho nên mình khó chịu. Chứ nếu mình dịch là du là mẹ, là ba, bởi vì nó không có cái tiếng khác, cho nên mình ngôn ngữ là người ta chỉ có một chữ đó để người ta gọi thì mình phải chấp nhận thôi. Tại mình dịch cái chữ du gai là tụi bay làm chi? Để rồi mình khổ. Cái đó là vậy. Vì theo mình hiểu một cái điểm, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thường thường á, các chú mà ngồi nói chuyện á, Pháp Hòa mới gì nói gì, các chú mới xây lợi nói nhau, thì đôi khi á, không có dùng chữ thầy gì, nói là thầy dạy như thế này, thầy dạy như thế kia. Theo cái tiếng Việt nghe nó rất là nhẹ, nhưng mà xây qua cái nói thầy said today he will go to cái gì đó, cái mình nói chữ he đó nó không có lịch sự. Hay là cái ngôn ngữ nó chỉ là một chữ thôi. Thành thử ra theo Pháp Hòa nghĩ thì cái nếu mình vậy thì hơi khắc khe đó. Trường hợp này khắc khe đó. Ngôn ngữ là vậy mà. Pháp Hòa ví dụ như là những người Mỹ á, khi mà một cái người mà họ lên họ phát biểu cũng vậy. Ví dụ như họ vô trong chùa đây, họ thăm viếng mình, họ là những người có chức quyền ở trong làm việc với chính phủ. Nhưng mà khi họ nói chuyện với mình, họ cũng nói did you guys make your decision? Thí dụ mình muốn làm cái gì, thì cái chữ you guys đó là một cái danh từ họ dùng để chỉ cho, nếu mình dịch là quý vị cũng được, ăn thua mình dịch thôi. Bởi vì người Mỹ chỉ có một tiếng đó thôi, nhưng mà thường thường mình cứ dịch là you là mày, me là tao. Chẳng hạn như mình đi vô mình kể lại cho bạn mình nghe nha. Đấy, hồi nãy nó gặp tôi nó hỏi mày ăn cơm chưa? Đó, mà sao mình không dịch là anh ăn cơm chưa, chị ăn cơm chưa? Không, mà ngay quý vị đọc trong những cái sách vở mà dịch coi cũng là du với mi thôi, chứ có chữ nào khác hơn được. Thật tử ra mình nên nhẹ nhàng cái đó với mấy em hơn. Dạ. Xin anh chị em nào có câu hỏi nữa. Nếu không có xin mời đại diện của ban quản trại đó, nhóm điều hành xin có đôi lời cảm ơn đại đức. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, theo lời đề nghị của anh Chủ Lực thì xin mời anh Tâm Trí có đôi lời cảm tạ đại đức trước khi đại đức cho chúng ta. Xin mời anh Minh Tuệ. Thưa thầy, hôm nay được may mắn được nghe thầy thuyết pháp, thì thầy cho hôm nghe bài hát của thầy đi thầy. Vậy là Phật cung kính bất như phụng mệnh. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa cũng rất là vui. Trước khi chúng ta chấm dứt thì Pháp Hòa xin có đôi lời với quý anh chị
trong trong cái room Phật Pháp hôm nay. Trước hết là Phó Hòa xin bày tỏ niềm vui của mình sau nhiều năm mới được có cơ hội sinh hoạt với quý anh chị, mặc dù chưa có được trực tiếp gặp mặt, nhưng mà Phó Hòa cũng rất vui là mình cũng có thể chia sẻ một chút gì đó trên cái con đường tu học của mình với các anh chị em trong gia đình Phật tử. Và Phó Hòa biết rằng những cái gì mình chia sẻ còn rất là nhiều những cái thiếu sót, nó chỉ căn cứ trên những cái gì Phó Hòa được học hiểu mà thôi. Thì mong các anh chị thông cảm và xin tiếp tục nghiên cứu, học hỏi với chư tôn đức khác nữa. Và Phó Hòa xin sắp hối nếu có cái gì sơ sót trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Và để kết cái duyên lành thì Phó Hòa xin hát quý anh chị nghe một bài theo lời yêu cầu của anh Minh Tuệ Di Đà Phật. Và bài hát có tên là Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Dạ xin mời anh Minh Trương. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức, khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa qua, toàn thể anh em chúng con, ban quản trại cũng như toàn thể trại sinh trại A Dục 3 của gia đình tử Việt Nam tại Canada được tiếp thu những lời giáo huấn của Đại Đức, thật là quý giá và thật là lợi lạc cho tất cả anh em chúng con. Thay mặt toàn thể huynh trưởng và trại sinh, chúng con xin để đầu đảnh lễ tri ân Đại Đức và luôn luôn y giáo phụng hành những lời Đại Đức vừa dạy bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ anh em chuẩn bị để cho thầy hướng dẫn hồi hướng. Kính mời đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.